Hello anh em. Nay mới đi mới đi săn được ít chim về đây. Để quay quay lại bên trước cho nó rõ. Đây. Đêm nay là có khi là nổi chẳng nữa đây. Đang còn thùng bia đó. Con này con cò. Là chiếu đồ đỏ đấy. Này. Nhiều mồi đấy. Mới đi bắn về. Chim này chim chú cồn. Con này là con bắt muối. Con này con bắt muối. Được ạ. Con này con cò đang sống rồi. Con này con cu đất. Ây cha. Tập tập rồi mày. Mồi. Con này con gì đây anh? Cu đất à? Còn con này là con gì? Chà màu đất à? Con này là cò đất. Còn con lột quần này là con gì đây? Cu à? Cu ngải. Cú rừng hả? Vừa đi bắn chim về. Còn con lột quần này con gì? Bắn rừng chứ. Cùng câu với cò. Bị khò rồi phù vào ấy. Cú đất. Đâu nói quên là tôi. Mới cây đó tôi. Không nhớ. Thank you.
ghê thật đấy. Uống một lòng bia vô nó đúng một cốc. Xin thủ tướng sở thảo vào lệnh cụ thể cơ quan chức năng. Chiều nay thủ tướng sẽ